Nhiều người khi đến với thành phố Bạc Liêu đã khá thích thú khi được chiêm ngưỡng một cây xoài cổ thụ có tuổi đời đến 340 năm, nằm ngay bên bờ biển của xã Vĩnh Trạch Đông. Cây xoài hiện đang nằm trong khuôn viên chùa Ông Bổn, chiều cao hơn 15 mét, đường kính gần 2 mét. Riêng gốc cây phải 5-6 người gian tay mới ôm trọn, tàn cây tỏa bóng mát trên diện tích đến 300 mét vuông. Dựa vào lịch sử vùng đất Bạc Liêu, tính đến năm 2018, nhiều bậc tiền bối cho rằng cây xoài cổ thụ này có tuổi thọ gần 340 năm dưới gốc cây xoài có một mạch ngầm nước ngọt đã nuôi dưỡng cây xoài sống khỏe sống thọ đến bây giờ bởi nơi đây là vùng nước mặn quanh năm điều đặc biệt nhất là mỗi năm xoài chỉ đậu trái ở một hướng năm sau thì cho trái ở hướng còn lại